phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha mấy tình yêu ơi. Mấy anh chị lưu ý giùm em ha, bên em là chỉ có một số tài khoản duy nhất thôi nha. Số tài khoản là 25391629 ngân hàng ACB ha. Chủ tài khoản tên là Trần Thị Minh Châu nha mấy anh chị ơi. Đó, hôm nay á là hàng vừa mới về luôn, em đặt hộp cho mấy anh chị yêu của em luôn ha. Đó, một lô hàng mới về, một mâm nhẫn ha. Đây, nhẫn hoa mai nha. Nhìn cái mâm nhẫn là mắc tới Tết tới nơi nè mấy chị. Đó, quá trời mắc tới Tết luôn mấy chị ơi. Đó, thấy chưa? Quá trời hoa mai luôn nè. Đó, hoa mai tầng ha. Đó, hàng cái mâm này là dạng mâm nhẫn lớn nha mấy anh chị. Đó, dạng mâm nhẫn lớn ha. Hàng hai là con bi rồi đúng không? Đây, mâm nhẫn lớn nha mấy tình yêu nha. Đó, xinh chưa, trời ơi, xinh xỉu luôn chưa mấy anh chị. Hàng này á là nó móc máy ha, vừa móc máy hào quang 7 màu ha, vừa phun cát nữa là sáng rực rỡ cho anh chị luôn nha. Đó, quá xinh luôn mấy anh chị yêu ơi. Nhanh tay cứ comment. Đây, một mâm này là mâm nhẫn nhỏ nha mấy anh chị nha. Mâm nhẫn nhỏ ha. Nhẫn này á là nặng là tầm khoảng là từ 8 cân cho đến là mấy nhẫn này nè là từ 8 cân ha, còn mấy này là hình chữ mấy. Hàng này là hàng bọng nha mấy anh chị đó, xinh chưa, trời ơi, đẹp ngắt ngay con gà tay luôn mấy anh chị. Quá trời đẹp luôn mấy anh chị ơi. Đó. Em quay sơ lược thôi, rồi hồi nữa em lên từng chi tiết từng mẫu cho mấy anh chị ha. Hôm nay em có gì lắc vỉ cá nữa nè. Đó, chuẩn bị là bảo đơn lắc vỉ cá nha mấy tình yêu nha. Đó, quá xinh luôn, sáng lấp lánh luôn, sáng như sao băng luôn nha mấy anh chị nha. Em có về mặt hoa mai nè, mặt vặt nè. Để bây giờ em lên nhẫn lớn trước cho mấy anh chị ha. Mẫu này thì nó tầm khoảng là 2 chỉ mấy 3 chỉ một chiếc ha. Đó, đầy đủ luôn. Đầy đủ mẫu nha. Đợi em xíu. Đeo vô là nguyên một bàn tay nở hoa luôn nha mấy chị. Đó, nguyên một bàn tay nở hoa luôn, quá xinh chị mấy anh chị ha. Vàng này là vàng công ty 980 ha. Rồi, nhanh tay cứ chụp màn hình lại ha, về vấn đề ni tay ha. Đó, muốn mẫu nào là có mẫu đó, ni là em bao ni cho mấy tình yêu của em luôn ha. Quá xinh luôn mấy chị yêu ơi, nhanh tay chụp màn hình ha. Chị yêu nào mà ở xa thì mình mua hàng qua online nha. Còn chị yêu nào mà ở gần á là mình có gì mình ghé tiệm đi, mình đi tham quan luôn. Ra tiệm tham quan rồi xong cái mình ngắm nghía mẫu luôn ha mấy tình yêu ha. Quá xinh luôn mấy anh chị ơi, trời ơi, nguyên bàn tay nở bông luôn mấy anh chị, quá xinh luôn nè. Nhanh tay chụp màn hình lại giùm em cả nha. Rồi, em lên mẫu tiếp theo ha. Quá trời mẫu luôn. Về một lô nhẫn quá trời đẹp luôn mấy anh chị ơi, trời ơi. Quá trời bông mai luôn. Làm đủ chưa em? Rồi em có dây liền mặt nè, xếp bộ luôn nha mấy anh chị nha, xếp bộ dây liền mặt hai dàn cưới luôn nha mấy anh chị. Đó, bên em là có đầy đủ hết ha. Đây, trời ơi, đẹp nhức nhối con tim cho mấy tình yêu, đẹp nhức nhối chưa. Đó, mẫu này là tầm khoảng là 2 chỉ mấy 3 chỉ một nhẫn nha. Còn cái chuẩn bị em lên dạng nhẫn là tầm khoảng là 5 phân cho đến là 1 chỉ rưỡi 1 chỉ 7 cho mấy tình yêu cho nha. Đó, quá xinh chưa, trời ơi, đẹp nhức nhối con tim luôn mấy anh chị. Đẹp, trời ơi, đẹp bá cháy luôn mấy anh chị ơi. Nhị này là dạng nhị bi ha, móc máy hào quang 7 màu nè, nháy nháy quá trời xinh luôn mấy tình yêu ơi. Nhanh tay cứ comment lên giùm em ha. Rồi, em qua mẫu nha. Rồi, tiếp theo là em lên dạng nhẫn nhỏ nha. Nhẫn nhỏ này thì nó tầm khoảng là 5 phân cho đến là 8 phân, 9 phân một nhẫn nha. Quá xinh luôn. Tình yêu nào mà tay nhỏ nhỏ đeo mấy cái hàng này cũng được nè. Đó, quá xinh luôn. Đẹp ngắt ngay luôn mấy anh chị. Đẹp xỉu lên xỉu xuống luôn mấy tình yêu ơi. Trời ơi, nó về quá trời luôn. Hàng về ngập tràn Kim Thành Thảo luôn nha mấy anh chị. Đó, nhanh chân ghé đến tiệm vàng Kim Thành Thảo để tậu cho mình những cái sản phẩm vừa mới vừa đẹp vừa độc lạ luôn nha. Quá xinh chưa, trời ơi, đẹp nhức nhối luôn mấy anh chị ơi, đẹp nhức nhối con tim luôn mấy tình yêu ơi. Đó, quá trời. Mẫu này thì tầm khoảng là từ 5 phân cho đến là 1 chỉ 2 nha. Rồi, tình yêu nào thích mẫu này nhanh tay cứ chụp màn hình lại ha. Đó, nhẫn này 5 phân cho mấy chị yêu tay nhỏ nè. Mấy cái này ví dụ chị nào muốn đeo ngón danh á thì mình tậu ngay cái em này mình đeo ngón danh vẫn được luôn nha. Quá xinh luôn, đầy đủ ni tay nha mấy tình yêu nha. Đó, bây giờ là em lên nhẫn là tầm khoảng là 1 chỉ cho đến là 1 chỉ 7 nha. 1 chỉ 7 2 chỉ luôn. Đó. Nói chung là đấy về hàng cực kỳ nhiều luôn nha mấy tình yêu. Bông rồi là nó tầm nhiều lắm luôn á. Nhiều lắm, nhiều mẫu mã lắm luôn. À, quá trời đẹp luôn, đeo vô một cái là bàn tay nở bông liền mấy anh chị. Bàn tay nở bông luôn nha mấy anh chị nha. Đó, quá xinh luôn. Trời ơi, đẹp chưa mấy chị? Đẹp chưa?
Đó, đẹp nhất nhối ha. Hàng hoa mai móc máy hào quang 7 màu nha mấy anh chị ha. Vừa móc máy vừa phun cát. Cái dạng này là đai hoa văn luôn nha mấy anh chị. Dạng đai hoa văn luôn nha. Quá xinh chưa mấy tình yêu chưa? Quá xinh luôn ha. Đó, đai hoa văn luôn, cực kỳ sang luôn nha. Đó. Rồi, tình yêu nào thích mẫu này nhanh tay cứ chụp màn hình lại giùm em nha. Rồi, bây giờ tiếp theo em lên mấy mẫu dây liền mặt với lại xếp bụi cho mấy chị yêu cho nha. Đây, xếp bộ nha mấy tình yêu. Đây, dạng xếp bộ hoa mai ha, hột đỏ nha, cực kỳ sang luôn. Cái này đeo lên mà mặc áo dài hay là váy cưới rồi đó, trời ơi, đẹp nhức nhối con tim luôn mấy anh chị, đẹp nhức nhối luôn nha. Đó, mẫu dây này á, thì nó nặng là tầm khoảng là một lượng 6 một cái dây như vậy ha. Đó, còn cái lắc là 5 chỉ 7 nha mấy anh chị yêu ha. Đó, em còn rất là nhiều mẫu, cái này là em lấy một số mẫu thôi, em vô em quay cho mấy anh chị thôi nha. Đó, còn ngoài tiệm rất là nhiều luôn nha. Đó, em kính mời anh chị cô dì chú bác ghé đến tiệm vàng Kim Hùng Hảo ha, để tham quan rồi lựa cho mình những cái sản phẩm vừa mới vừa đẹp vừa độc lạ luôn nha. Đây, tiếp theo ha, em có đầy đủ màu luôn nha mấy anh chị. Muốn màu nào có màu đó, muốn gì được đó, đầy đủ. Tiệm vàng Kim Hùng Hảo là đáp ứng mọi nhu cầu cho mấy anh chị hết luôn. Quá xinh chưa? Đó, dạng dây liền mặt ha. Dạng này là dạng rời, anh chị yêu nào mà không muốn đeo xếp bữa thì mình đeo rời luôn vẫn được nha. Quá xinh chưa? Mẫu dây này thì nó nặng là tầm khoảng là 4 chỉ mấy thôi nha. 4 chỉ mấy, dây trên là 4 chỉ mấy, dây dưới là 9 chỉ mấy nha. Quá xinh chưa? Trời ơi, đẹp nhức nhối mấy anh chị. Đó, rồi một xếp bộ tiếp theo ha. Đây, dạng xếp đỏ nha. Đỏ là may mắn mấy anh chị ha. Đó, xinh chưa, trời ơi xinh xỉu. Hàng này là hàng đúc nha mấy anh chị. Hàng đúc ha, cực kỳ xinh luôn. Trời ơi đẹp, quá trời đẹp mấy anh chị ơi. Đó. Rồi, một mẫu tiếp theo màu xanh. Ui té. Một mẫu tiếp theo là màu xanh nha. Quá xinh chưa. Đó, mẫu vàng thì nó nặng tầm khoảng là một lượng 6, một lượng 7 một giây nha mấy tình yêu ha. Đó, một lượng 6, một lượng 7 giây, quá xinh chưa. Rồi, bây giờ em sẽ qua mặt cho mấy chị nha. Đó, mặt với lại lắc. Đây, lắc vảy cá. Dạng lắc vảy cá nha. Trời ơi, nó đẹp nhức nhối con tim, nó sáng rực rỡ luôn nha mấy anh chị. Sáng rực rỡ luôn ha. Đó, mấy chị đi đêm là nghĩ cần đẹp riêng luôn nha mấy chị. Đó, đeo chỉ cần đeo cái lắc này lên không là nó đủ sáng ngắt ngay rồi. Đó, đây, trời ơi, nó đẹp quá trời đẹp mấy tình yêu ơi. Mẫu này em đang cầm trên tay ha, là nặng là tầm khoảng là 3 chỉ rưỡi một lắc thôi nha mấy anh chị. Đây, xinh chưa, trời ơi, đẹp nhức nhối chưa, sáng rực luôn mấy anh chị ơi. Mấy cái hàng này nè mấy anh chị đeo đơn giản mà đẹp nữa. Đó, nó không có bị vướng nha mấy anh chị ha. Rồi, em tiếp tục qua mẫu bông ha. Đó, tính tình yêu nào mà có tính đồ vàng 980 nhanh chân ghé đến tiệm vàng Kim Hùng Hảo ha. Hàng mới em cập nhật về hàng ngày luôn. Đây, một mẫu bông hoa mai nha, hoa mai cánh nhọn nhị bi nha mấy anh chị, nhị bi ha, xinh xỉu luôn mấy anh chị ơi. Đây, bông sát tay là em về cực kỳ nhiều luôn. Bông mai 5 phân nè, 5 phân đôi á, tầm khoảng 5 phân. 5 phân cho đến là một chỉ mấy cũng có luôn. Đây, quá trời luôn mấy anh chị ơi. Đó, bữa sau là em lên em săn sale luôn cho mấy chị luôn nha. Đó, quá xinh luôn mấy anh chị. Đó, rồi xong, bây giờ em lên tiếp tục là mặt mẹ ha. Mẹ Quan Âm nha. Đó, mặt mẹ Quan Âm, quá xinh luôn mấy anh chị. Em có hai kích cỡ nha mấy anh chị nha. Hai kích cỡ. Mặt này là dạng mặt lớn nha. Đó, mặt lớn xinh chưa mấy anh chị? Xinh chưa? Mẫu này á là nặng là tầm khoảng là 2 chỉ 1, 2 chỉ 2 ha. 2 chỉ 1, 2 chỉ 2 trên một mặt ha. Em có dạng mặt nhỏ luôn, nặng là tầm khoảng là 1 chỉ một mặt. Mặt này thì đầm 1 chỉ một mặt ha. Số lượng có hạn, nhanh chân ghé đến tiệm vàng Kim Hùng Hảo ha, để tậu cho mình những cái sản phẩm vừa mới vừa đẹp vừa độc lạ ha. Hàng vừa gặp đến là em khui em đập hộp liền ngay cho nó nóng cho mấy chị luôn á. Đập ngay luôn. Rồi, mặt Phạm Di Lạc nha. Đây, mặt Phạm Di Lạc hào quang móc máy 7 màu luôn, quá trời xinh luôn mấy anh chị. Quá xinh, quá trời xinh luôn, xinh xỉu luôn mấy anh chị ơi. Mẫu này nặng là tầm khoảng là 1 chỉ 1 ha. Rồi, đây, Phạm Di Lạc mặt lớn. Mặt này thì đeo tầm dây là một lượng ha. Đó, một lượng rưỡi là ok ha. Mẫu này là nặng tầm khoảng là 3 chỉ 3. 3 chỉ 3, 3 chỉ 4 một mặt. Đây. Trời ơi, nó đẹp nhức nhối con tim mấy anh chị, đẹp nhức nhối luôn mấy anh chị yêu ơi. Rồi, tiếp tục là mặt hoa mai. Nhắn hoa mai thì phải có mặt hoa mai. Đó, mặt hoa mai này mấy anh chị ơi. Đó, viền móc máy ha, viền móc máy sáng rỡ cho mấy tình yêu của em luôn ha.
Rồi, mẫu này em đang cầm trên tay là nặng là tầm khoảng là một chỉ hơn một tí xíu nha mấy tình yêu nha. Đó, rồi, đây em có một cái nhẫn phượng hoàng. Đợt trước là có về rồi, đợt đây về thêm một con nữa. Trời ơi, nó đẹp nhức nhối cho mấy anh chị. Đó, phượng hoàng tung cánh, phượng hoàng bay. Mấy anh chị xinh chưa? Trời ơi, đẹp nhức nhối luôn mấy anh chị yêu ơi. Đó, nhẫn phượng hoàng ha. Mẫu này nặng là tầm khoảng là 2 lượng 7, 2 lượng 8 một nhẫn ha. Quá xinh chưa? Xinh xỉu luôn mấy tình yêu. Trời ơi, đẹp nhức nhối luôn. Đây, cái này mình đeo vô ngón giữa một cái là đẹp, bao bao đẹp bao sang cho mấy anh chị luôn nha. Mẫu này là nam đeo cũng được mà nữ đeo cũng được luôn ha. Đó, đây mấy anh chị, trời ơi đẹp chưa, xuất sắc luôn mấy tình yêu ơi, đeo vô là quá trời ngầu luôn ha. Đó, quá xinh luôn. Rồi, mẫu này là nặng 2 lượng 7 ha. Rồi, rồi đây mấy anh chị ơi, đến đây là em xin kết thúc cái video này ha. Em xin cảm ơn anh chị cô dì chú bác đã quan tâm và theo dõi video ha. Xin chào và hẹn gặp lại mấy anh chị cô dì chú bác những cái video sau ha. À quên, à, mấy anh chị bên em là chỉ có một số tài khoản duy nhất thôi nha. Số tài khoản là 25391629 ngân hàng ACB nha. Chủ tài khoản tên là Trần Thị Minh Châu nha mấy tình yêu ơi. Trước khi mình chuyển khoản bên em á, mình nhớ ép qua Zalo gọi điện thoại video để xác nhận tiệm với lại cô chủ rồi mình hãy chuyển khoản ha, để tránh những cái trường hợp mình bị lừa đảo nha mấy anh chị. Rồi, đến đây em xin chào và hẹn gặp lại mấy anh chị những video sau nha.